Hưởng ứng cuộc vận động Cựu Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, thúc đẩy phát triển kinh tế hộ tư nhân, hợp tác xã trên địa bàn, từ ngày 18 tháng 8 đến ngày 20 tháng 8 năm 2022, Ủy ban Nhân dân huyện Hòa Vang phối hợp cùng với Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội chợ Nông nghiệp Hòa Vang năm 2022. Đến dự lễ khai mạc vào tối qua có Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh. Hội chợ Nông nghiệp Hòa Vang mang ý nghĩa quan trọng trong việc giới thiệu những tiềm năng thế mạnh của địa phương, đồng thời là dịp để các doanh nghiệp, chủ cơ sở mở rộng giao lưu, học tập kinh nghiệm, liên kết, hợp tác đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, sản phẩm OCOP, góp phần quảng bá thương hiệu, mở rộng thị trường và tiêu thụ sản phẩm. Hội chợ quy tụ 130 gian hàng của hơn 80 đơn vị trong và ngoài thành phố, trưng bày tập trung vào các sản phẩm nông lâm thủy hải sản xuất khẩu, đặc sản vùng miền và các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, cùng với giới thiệu máy móc, thiết bị nông nghiệp, dây chuyền sản xuất dùng trong công nghiệp, nông nghiệp, các loại vật tư nông nghiệp, công nghệ hỗ trợ phục vụ nông nghiệp công nghệ cao, kỹ thuật bảo quản sau thu hoạch, các giống cây trồng, trái cây chất lượng, hiệu quả kinh tế cao. Ở đây thì chị thấy là chất lượng sản phẩm rất là chất lượng. Ở đây là tất cả cái sản phẩm này là còn là ở các xã thuộc cái huyện Hòa Vang này sản xuất ra, cho nên là chị thấy là rất là an tâm về chất lượng và sản phẩm. Hội chợ tổ chức bài bản rất là tốt, chu đáo và lượng khách tối nay cũng rất là đông, thời tiết cũng ủng hộ. Và cái quan trọng chúng tôi đi là muốn cho cái thương hiệu nước mắm của quê hương và đặc biệt là thương hiệu của Hương Làng Cổ là đến gần hơn với khách hàng, đến gần hơn với người tiêu dùng. Và thông qua các cái hoạt động này thì người tiêu dùng là sẽ có cái niềm tin và sẽ có cái tâm lý tin tưởng chúng tôi hơn để chúng tôi ra thị trường lớn hơn. Đây cũng là hội chợ ghi nhận sự tham gia của nhiều doanh nghiệp, chủ cơ sở mới với mục tiêu đưa thương hiệu sản phẩm của mình tiếp cận rộng rãi hơn với người tiêu dùng. Đây cũng là dấu hiệu cho thấy sự khôi phục mạnh mẽ trong hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố sau đại dịch. Đó là lần đầu tiên mình tham gia hội chợ và cũng là lần đầu tiên đưa sản phẩm đưa ra thị trường. Cái bánh tráng của mình là bánh tráng truyền thống. Cũng nhờ được sự hỗ trợ của Ủy ban Nhân dân và chương trình OCOP đã đưa cái nhãn hiệu OCOP của bánh tráng mình lên. Và lần đầu tiên là đưa ra thị trường thì mình cũng thấy rất là hào hứng và cũng là được nhiều người biết đến sản phẩm của mình. Ngoài các gian hàng sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, Hội chợ Nông nghiệp Hòa Vang năm nay còn lồng ghép các chương trình về hướng dẫn, giới thiệu chuyển đổi số cho các doanh nghiệp, hợp tác xã địa phương, hội sách, chương trình nghệ thuật đặc sắc hàng đêm, hội thi tìm hiểu về bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu cùng nhiều hoạt động hấp dẫn khác.